Thực sự thì các bạn trận đấu thì chúng tôi cũng rất là nỗ lực và cố gắng, tại vì vòng đấu knockout toàn đội cũng rất quyết tâm để vượt qua cái vòng loại bảng. Nhưng mà trên diễn biến trận đấu thì các bạn cũng thấy kết quả là không được tốt. Thua đây ấy, nhưng mà có vài cái quyết định của trọng tài, tôi nghĩ là đặc biệt là cái quả bóng trong vòng có thể là lỗi 11 mét, nên là trọng tài đã bỏ qua và có những cái tình huống liệt vị, cầu thủ kia nam tham gia không liệt vị. Trọng tài bắt có vài cái tình huống cuối trận nên là có những cái phản ứng. Thì nghĩ các bạn cũng đã xem và tôi nghĩ rằng Xuân Trường đang mới về và đã cũng có thời gian tập luyện, đang thích nghi và cũng của đang tôi nghĩ là Xuân Trường đã nỗ lực để khẳng định bản thân và kết hợp với toàn đội trận đấu cũng rất tốt. Tôi nghĩ hôm nay là trên sân thì gần nội binh thì tôi nghĩ như Xuân Trường hay là Học và những Quang Nam vào sau là những cầu thủ cũng rất là thi đấu rất là tốt. Đặc biệt là chiều trung vệ lên ghi bàn. Tôi nghĩ Hà Nội thì một độc tập thể đội bóng đồng đều và cũng có những cái cá nhân, như tôi thấy hôm nay Xuân Mạnh là người chuyền hai bàn thắng thì có những cá nhân tốt.